Xin chào mọi người ạ. À. Em xin kể câu chuyện diệt trà xanh cực kỳ nhẹ nhàng ạ. À. Em có một người cô, cô ấy tên là Nhi. Cũng không phải là máu mũ ruột thịt gì hết. Cô được nhận nuôi từ em gái của ông nội em. Gia đình em ai cũng quý cô hết á. Bây giờ cô đã đi lấy chồng. Chồng cô là một người cao tráo, đẹp trai, còn có một sự nghiệp vững vàng. Chú này tên là Hoàng nha mọi người. Mọi chuyện vốn dĩ rất êm đẹp khi có con giáp thứ ba xen vào gia đình nhà cô em. Em xin phép gọi là con vì cái sự hãm lờ của nó. Con tranh này tên là Vân. Không hiểu chú Hoàng bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà đâm đầu vào nó như đinh đống cột ấy. Cả mấy tuần trả về với vợ con được ngày nào. Cô Nhi thì không thấy chồng về, liền tâm sự với mấy cô bác trong họ. Nói rằng chú Hoàng đợt này chẳng thèm gần gũi với cô. Mấy cô bác đó mới bảo cô Nhi là nên để ý chồng. Nếu vợ chồng mà không thường xuyên gần gũi thì chỉ có hai lý do. Một là chồng yếu sinh lý, hai là có bộ nhí bên ngoài. Cô Nhi thì xua tay nói chẳng có việc đó. Rồi hai tháng sau vào một ngày mưa, cô Nhi nhận được cuộc gọi từ chú Hoàng. Nhưng tiếng nói bên kia lại là giọng của một đứa con gái miền Nam. Còn Tranh kia nói là, chị à, chồng chị đang bị ngã xe ở đường, chị kêu người ra vác nó về đi. Ban đầu cô em nghe không suy nghĩ gì hết, chỉ nghĩ chú Hoàng này bị trầy xước nhẹ Nhưng lúc đến thì mấy người đi đường đã đưa chú này đi vào viện rồi Một lúc sau thì người nhà em đến Cả mẹ trượt chú Hoàng cũng lên xem tình hình con trai ra sao Mọi người không ai để ý việc con Vân cũng đi theo Mọi người vào xem chú Hoàng bị tai nạn Sau khi biết được tình trạng của chú Hoàng không có gì nguy hiểm tới tính mạng Chú Hoàng này bị chẩn đoán, gãy ba cái răng hàm trên, gãy xương chân và vẹo cuộc sống. Cô Nhi lập tức quay lại trường để dạy học. Chỉ còn mẹ ruột chú Hoàng đang nói chuyện với mấy người họ hàng ở bên ngoài phòng khám. Con Vân mặc dậy đi ra ngoài quát mẹ chú Hoàng và mọi người. Anh ấy là người yêu của tôi, không có cần sự quan tâm của mấy người. Mời mọi người về cho, tôi tự chăm sóc anh ấy được. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn con Vân dở hơi đó đuổi về. Hôm sau em với mẹ chú Hoàng cùng mọi người lại vào chơi. Chú Hoàng khi này đã tỉnh và có vẻ minh mẫn hơn. Mọi người đưa chú đi dạo. Đang đi thì lại gặp con tranh kia. Công vân kia bước đến với một cái váy trắng nõn, đôi cao gót chắc phải cả chục phân ạ. À. Bác em có hỏi con này quen chú Hoàng à? Quen lâu chưa mà sao biết có vợ rồi mà vẫn theo? Bác em nói cực nhẹ nhàng và lịch sự luôn. Đột nhiên nó chả nói gì mà tác bác em một cái. Bác em chưa kịp định hình thì nó nhảy vào đánh cho vài cái nữa. May lúc đấy em của chú Hoàng chạy đến lôi hai người đó ra. Con tranh kia có vẻ nó mệt nên ngồi xuống. Từ đâu ra mẹ chú Hoàng này lôi trong túi ra một chai nước tiểu. Đó là nước tiểu của cháu nội bà. Bà hớt hết vào mặt con tranh kia. Nó vừa gào vừa chửi tục, xong nó hét ngay sự chú ý của người khác. Lúc sau, em chú Hoàng kia lấy ra một hộp kem triệt lông. Sau đó bảo mọi người giữ con tranh kia. Chú ấy lấy một chút kem, bôi lên lông mày của con tranh kia, bôi lên cả lông mi. Xong lấy giấy lau đi. Con tranh kia nhìn buồn cười lắm mọi người à. Mẹ chú Hoàng còn phán một câu mẹ em nhớ mãi Nếu mày mà bén mãn đến con trai Đụng đến con dâu bà Thì nước tiểu không có thiếu đâu Sau đó mọi người đi về Còn đằng sau là con tranh kia vừa gào vừa chửi Về phòng thì bà chửi chú này một trận Cấm không có qua lại với con Vân kia Và cắt đứt mọi liên lạc Cuối cùng cô chú vẫn ở cùng nhau nha mọi người Chuyện qua chắc được cả nửa năm rồi Nhưng hai tuần trước nhà có dỗ Cô chú có đến Em cũng không để ý lắm nhưng đến lúc ăn cơm em có nhìn vào răng của chú ấy Thì răng vẫn thế mọi người à Kiểu nó không có mọc á Còn chân chắc là bị ảnh hưởng Nên cổ chân chú ấy đã bị teo Cuối cùng là con giáp thứ ba nào đụng đến nhà cô em Thì ô tu uống cả ca nước tiểu Và sẽ được trải nghiệm kem trượt lông Cực kỳ hiệu quả nha